Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với miền Trung VN. Cũng như thường lệ, hôm nay miền Trung VN sẽ giới thiệu cho các bạn biết cái cách xử lý chiếc điện thoại Nokia 105 này nó bị trắng màn hình đó các bạn. Cái bình trắng màn hình này là do bị ẩm nước đó các bạn. Hiển thị nhưng mà không có thấy hình ảnh gì trên cái màn hình của chiếc điện thoại cả. Thì bây giờ miền Trung VN sẽ xử lý cái bình trắng màn hình cho chiếc điện thoại Nokia. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Qua video thì quý vị và các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký và chia sẻ để ủng hộ cho kênh miền Trung VN. Bây giờ miền Trung VN sẽ thực hiện xử lý cái bình trắng màn hình cho chiếc điện thoại Nokia này. Chiếc điện thoại Nokia này thì tháo ra thì cũng rất là dễ dàng đó các bạn. Đó, cách như thế này thì nó đã ra được cái vỏ máy ra khỏi cái thân máy rồi các bạn. Ở đây mình sẽ lật cái chiếc màn hình này lên. Đó, như thế này. Việc đầu tiên thì mình xử lý thì mình vuốt cái chân của cái màn hình này ở chỗ này nè các bạn. Đây là cái chỗ tiếp xúc giữa cái màn hình và cái bo mạch của điện thoại. Thì bây giờ mình vuốt sơ cái chân màn hình này xem thử cái màn hình nó có hiển thị lên trở lại không nhé các bạn. Do cái điện thoại này nó bị ẩm nước, nó thường hay xảy ra tình trạng là bị rỉ sét oxy hóa ngay cái chỗ này nè các bạn. Nó oxy hóa, nó bị chạm mạch với nhau thì nó không có truyền tín hiệu tốt được, cho nên mình phải đầu tiên là mình phải vuốt cái chân đó cho nó dính, cho nó sạch sẽ và nó dính chặt với lại cái thanh máy nha các bạn. Chân màn hình nó dính chặt với cái thanh máy thì nó sẽ hiển thị trở lại các bạn. Vậy thì mình đã vuốt sơ thử coi cái màn hình này nó đã cái chỗ mình vuốt cái chân này nó đã được chưa nghe các bạn. Nó mà lên được thì mình khỏi phải mất công thay màn hình, hoặc là mình khỏi mất công đi kiểm tra những cái bộ phận khác các bạn. Mình phải đồng máy lên kiểm tra như thế nào. Vậy là nó đã máy đã mà còn đã trở lại hoạt động bình thường đó các bạn. Rất là rõ, rất là đẹp đó các bạn. Như vậy là chiếc điện thoại này nó bị ẩm nước thì cái chân tiếp xúc giữa cái mạch màn hình và cái mạch của main điện thoại thì nó đã bị oxy hóa và nó bị chạm với nhau. Đó, thì bây giờ mình đã xử lý đây bằng cách là mình vuốt sơ cái chân cho nó đi những cái oxy hóa và nó tiếp xúc tốt hơn thì nó đã màn hình đã hoạt động trở lại các bạn. Như vậy thì mình đã xử lý xong cái bệnh trắng màn hình cho chiếc điện thoại Nokia chuông này, một cái bệnh trắng màn hình đã hoàn thành các bạn. Qua video thì quý vị và các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký để ủng hộ kênh miền Trung VN của mình nha. Giờ mình bạn siết những ốc vào nữa là xong rồi đó các bạn. Vậy là màn hình nó đã hiển thị trở lại rất là sáng đẹp nữa các bạn. Đây, cái màn hình này thì cũng đã trước đây người ta cũng đã thay một lần rồi các bạn, thì nó mới có cái chân màn hình để cho mình dễ vuốt như thế. Còn cái chân màn hình zin thì nó không phải như thế đâu các bạn. Chân màn hình nó mình không có vuốt trực tiếp được như vậy. Thì qua video quý vị thấy hay, thấy hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký
ủng hộ kênh miền Trung. Qua đây thì miền Trung VN cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm thật thú vị. Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.